Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, độ ẩm trung bình trên 65%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, nắng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, độ ẩm trung bình trên 65%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.